Sau nó lại có nhiều cái không có không nấu được bột trong một cái bột nữa. Dạ, ăn thừa. Thế em ăn thừa để ăn. Anh chỉ nhớ duy nhất cái thôi. Cái sau bố mang mấy cục tròn này. Để cho chó ăn. Cho chó người ăn tất. Có cái gì nó ăn bỏ vào mồm. Bảo hay là mua về cho bố mẹ thử đi mà. Ai. Mẹ ơi, ở đâu? Cái bé to quá. Ôi trời ơi, nó rổ. Thằng nào thì nó nhanh thế. Cởi cái lát trong đi mà trong. Mưa gió hay đi. Trước một hôm bảo mật một lần. Ăn đồ thì không bằng gì cả. Chán chớ ăn hết hết nửa con là cùng. Nó chán quá rồi, mà gà nhà mình đấy, mà ngon không ăn được. Mà hiểu được trước hay còn mình được thì mới cho được quả. Để mình ra mình đi cho mẹ. Sướng quá, ăn toàn cái non nó khôn thế. Khôn lắm, mất cái non. Đấy. Đấy. Chỉ vặt những cái non thôi nhá, cái già chả động đến đâu. Ba con của nó trắng như ba cục bông, như ba cục bông thì đất nó làm ngủ như ba cục bông á.
cả đứa con đấy. Con ăn nhóp á, nhóp phải đâu rồi? Đây này, còn cóc rồi nè. Cóc rồi. Chà đạo. Ôm trẻ thôi. Gì vậy? Điệu nó điệu ấy. Sớm ở thế sớm ở nhà nhỉ? Hả? Sớm ở nhà. Người ở dưới kia đúng không? Chú làm. Chú về. Vướng chú vẫn nhìn thấy con xe người ở trong mày. Con lúc nào chú xuống nào? Quét thoải mái. Này văn hóa của người Việt Nam phải hút thuốc lào. Thảo. Có biết hút không? Không. Thế là hai cái anh sang đấy là thích đấy cũng hút. Hai người hút được rồi. Hai à đâu hai người thì có anh. À, ngon không? Ngon. Ngon. Ngày lắm. À vâng. Vâng, các bạn cưới nhưng mà anh ý lại cưới đúng Tết cho nên là thôi phải đi sang thôi chứ. Đầu tiên là vợ chồng dự định là ăn Tết sang nó trắng nhỉ? Thì xưa nó đã trắng rồi, giờ sang đấy còn trắng hơn. Hôm nọ ai kêu là sao lâu không gặp, sao dạo này đen thế? Mấy năm sau sao đen thế? Bây giờ có sao đen thế? Đen gì trông trắng thế? Thím đã bé lại một thỏ lọ ở giữa chồng. Bé còn nhé, rồi đi về. Trông như thế nào cố? Trông ngày kia mùng 2 mới được về. Vừa đi ngày 2 mới về ạ? À? Vừa đi xong. À, thích thế. Dạ, thì vào nhà đó. Chú các để chú thế quay đó. Lợn, quay gà, quay đủ. Để một tí đó này, để một tí cho nó nở cà phê cho mình mới rót. Đó. Nó nở nó ngấm đủ cà phê mà mình rót đầy. À. Vào dẫn trong chuồng đấy mà nó hôi hôi mà nó chả ngại đâu của. Hai cô cháu hơn Thảo không muốn, em muốn đâu, ở đây rồi. Không là nạt. Ừ. Cháu uống cháu say ý tỉ, chịu. Đi đi. Uống thử, cô bảo chú bảo uống thử đi. Trong Nhật này nó có biết mùa đông là gì đâu cô, lạnh nhưng mà cũng phải đá. À hả? À, thích nhẫn rồi, thích nhẫn. Cháu uống là không cần đường luôn. À, đúng cái rồi, hạt cà phê ấy, cho vào máy là thay ra uống luôn đi. Đấy là người ta gọi nghiện cà phê. Nghiện đấy. Nhập ra. Cái lần cháu phải mua cà phê ở trong Đắk Lắk đấy. Cà phê nguyên chất đấy. Mua xong là mua nguyên hạt đấy. À. Mua hẳn nguyên hạt xong là gửi sang cho bà ăn bà thích. Đây gọi nó là quà. Bình giá thôi chứ. Không, không ai hút. Quà ai hút đấy, em hút cái lá. やるじゃないか。ngon không? Ngon. Rất ngon. Ngon. À, đón em. Tết à. À chú vẽ à. Hiểu à. Thế hiểu chú thế chú tạm vậy vâng vâng vâng
À, xin vừa chào. Con vừa về đây à? Dạ. Vừa về đây à? Hôm qua. Hôm qua à? Ngon không? À, ngon. Ngon. À. Thank you.
ra. こんなはずでは。
Bye bye, bye bye. Vạn sự như ý. Ok. Là ngoài nồi cơm cho tí rất là thơm, nhiều quá nên tất cả nó không hàng mà không lấy được nữa. Ừ. Trời ơi, nó đã mệt. Trời ơi, sợ hết rồi. Cái chó đen đấy.
Chúc mừng tuổi nha.